Mỗi một tô như thế này so với Việt Nam giá có cao hơn không cô? 25 ngàn kiếp. Dạ. Còn lúc cô bán ở Huế, ở Việt Nam, ở Huế ở Việt Nam á là bao nhiêu? Ở Huế cũng kiếp mà. Dạ. Mà tiền về xăng dầu thì chúng đi đắt hơn. Đắt hơn Việt Nam luôn. Đắt hơn Việt Nam. Dạ. Trong phần nó rẻ thì tỉnh đấy bây giờ chủ đi đổ là 21 ngàn là xăng. Thì 21 ngàn thì mình tính bây giờ tiền bây giờ là cũng gần 27-28 ngàn tiền Việt rồi. Trong khi mà chính hai bên mình mới 23 ngàn mấy trăm thôi. Xem kênh mà những cái chuyến hành trình của Bùi Hồ tại đất nước Lào á. Đây là anh Hoa, người Việt sinh sống tại đất nước Lào. Thì qua chuyến đi lần thứ hai này á, Bùi Hồ có kết nối được với anh Hoa và anh Phẩm để mà hỗ trợ cho các anh em cho cái chuyến đi nó đỡ khó khăn vất vả hơn. Anh Hòa ơi, là thì hôm nay là lần thứ hai hai anh em mình gặp nhau đó. Dạ. Thì cho em cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh có lời nào muốn nhắn gửi đối với bà con cô bác cũng như là anh chị mà sống ở tại Việt Nam hiện nay không anh? Thì nói chung là cũng lâu anh em qua gặp nhau thì cũng tình thương mến thương anh em, có như là mình người Việt với nhau. Mình qua thì cũng vì tạo điều kiện anh em cho mình đi làm những clip gì đó để cho, tạo cho một cuộc sống giống như là người xa xứ làm lập nghiệp ở đây, cho những người họ sẽ phát triển làm cho theo những người Việt mình sinh sống ở đây. Và sáng ngày hôm nay thì các anh em sẽ đi thưởng thức một ly cà phê sáng ngay tại đất nước Lào. Và đó là một ly cà phê của người Việt, đó là của cô Đào Hương. Và không nói nhiều nữa mà cái phương tiện mà các anh em đi cũng khá là lạ. Đó là một cái chiếc xe bán tải, chiếc xe tải của anh. Ở đây thì cái chiếc xe tải và chiếc xe bán tải chở người là một cái điều khá là bình thường ngay tại đất nước Lào đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì dùng của họ là bán tải chở mình đi được, người ngồi sau được, vừa chở sinh hoạt hàng hóa được hết nên thoải mái hơn. Dạ. Thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân Chứng cũng như là anh Ngân được anh địa phương Việt Nam sống tại Lào chở trên một cái chiếc xe này nè, nhìn cũng khá là lạ để mà đi ăn sáng. Và đây là một cái quán của người Lào mà chú này có thể biết được cái tiếng Việt. Và anh Hòa anh ứng dẫn đi ăn. Và đây là một cái quán bún bò của người Việt Nam ngay tại đất nước Lào. Mình là người Việt hay người Lào cô? Người Việt hả? Cô ạ. Dạ. Người Huế luôn. Cô qua đây bán lâu chưa? Cô bán lâu rồi anh ạ. Vậy hả? Ừ. Dạ. Qua đây được nhiêu năm rồi hả cô? Qua đây cũng 90 năm rồi đó. Dạ. Qua đây để bán bún bò thôi. Nó cũng có như việc rồi chứ. Chứ là đưa tiền cho chứ tuổi lớn rồi mà về bán. Ở đây là nhà của mình hay là mình thuê? Dạ. Thì đó mình thuê được hết. Dạ. Về vì con cái làm việc ở nhà thì dạ. Làm việc nên được hết. Dạ. Mình có tiền để lo cho con cái cải đó. Dạ. Cô là gốc ở Huế luôn. Bán được 10 năm rồi. Dạ. Cô năm nay là cô bao nhiêu rồi? Cô 58. 58. Dạ. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ ha? Chưa tới 2 giờ. Dạ. Bún bò Huế là đặc sản của Huế rồi. Đặc sản của Huế rồi. Dạ. Mà cô thì mỗi một tô như thế này so với Việt Nam giá có cao hơn không cô? Cô 25 ngàn. 25 ngàn kiếp. 25 ngàn. Dạ. Còn lúc cô bán ở Huế, ở Việt Nam, ở Huế ở Việt Nam á là bao nhiêu? Ở Huế cũng kiếm mà. Dạ. Con đây có 17 là con mà. Dạ. Con đây kiếm tiền cho con. Ở đây bán dễ hơn ở Việt Nam không cô? Ở đây thì khó tầm bạn gì. Bán dễ hơn hả? Thì bán dễ hơn. Dạ. Nhưng mà cái tỷ giá đồng tiền của mình trượt quá thì so với Việt Nam thì mình bán đâu có lực được, gỡ về Việt Nam thì nó không có nhiều hả cô ha? Nhưng rồi vì cái bình giá này có rẻ hơn nên chi sao lại lợi nhuận thì có. Dạ, lợi nhuận vẫn có. Nhưng mà ở Lào thì vẫn về dễ làm ăn. Có một tô dao không ạ? Có một có bò không? Bò không là dao.
bò không? À bò cũng hả? Bò em bò không thôi. Dạ. Bò với lại cái này cũng được nữa. Ừ. Dạ. Sáng mà ăn một cái tô bún bò Huế mà ở ngay tại nước Lào là số 1 luôn rồi chứ. Chú là chuẩn bị tới là quen rồi mày ổng đi học ở bên kia mới về tóc bạc. Chú này là vợ của cô là cũng hai vợ chồng của chú qua đây để làm ăn. Nói chung hai vợ chồng làm ăn thôi. Còn dạ. Con cái thì nó ở Việt hết. Dạ. Lớn rồi có gia đình. Nó đi học thì hành ra thì tương đối, nói chung không giàu có nhưng mà tôi có công việc ổn định. Dạ. Tương đối vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thôi. Nhưng chú cho câu hỏi là cái cuộc sống của người Việt của mình đối với bản thân của chú cảm nhận á thì nó có dễ hơn so với những nước khác không? Không, mà chú thấy ở sống ở Lào đây mình thì mình không đi, mình vì mình tìm quá thì những cái của em Úc mình đi nước ngoài nó nói á thì bây giờ công việc ở đây người ta vẫn còn hiền, vẫn còn dễ sống. Dạ. Họ hiền, họ dễ sống, họ không nhanh nhàng thì bởi mình sống được. Thì có người nghĩ vậy thôi, còn dạ. Nếu mà thực tế họ như ở người Việt mình ở đây thì không bao giờ mình ở tồn tại đây lâu được hết. Dạ. Chuyện là bình thường thôi. À, con nghe một cái câu chuyện thứ hai là làn sóng người Việt Nam thì đang đổ về Việt, người Việt Nam sống ở Lào đang đổ về Việt Nam rất là nhiều. Rất chính xác. Với một cái lý do đơn giản đó là vì đồng tiền kiếp so với đồng tiền Việt Nam. Đúng rồi. Và trượt giá, có thể chia sẻ con. Thì nói chung là cái nào cũng đúng thôi. Ví dụ bây giờ mình nói là trường hợp anh em ở đây là xây dựng. Bây giờ một ngày công ở bên Việt Nam á, cao. Thì những người chủ thầu ở đây nếu mà trả cho những người đó thì không đủ tiền mà trả. Nhưng mà họ về Việt Nam họ có nhiều cái lợi. Cái thứ nhất là được gần gia đình, gần vợ con à, nên có cái là bây giờ nếu mà có người đi nhận việc thì có nhiều người con tồn tại đây để họ đi nhận việc, để họ làm. Còn những người thờ hầu như là họ về Việt Nam là nhiều vì đồng tiền chênh lệch quá. Ờ, những người mà buôn bán thì còn ở nhiều. Buôn những... bán cũng không phải là còn nhiều đâu. Yeah. Bây giờ nói chung là nếu mà so lại mặt bằng hồi xưa thì bây giờ còn 50-50 là còn yeah. Sớm đến rồi. Còn thờ thì đi về nhiều. Eh? Thờ xây dựng rồi đi về. Thờ thì hầu như 3/4 là người ta đã về Việt Nam rồi thôi. Yeah. Còn đây ví dụ bây giờ các chủ, người ta ví dụ nhận một công trình chủ yếu mục đích là họ sử dụng người Lào làm. Dạ. Vì rằng giá nó rẻ. Dạ. Con muốn kiếm một người mới thờ mới ở Việt Nam quá rất là khó. Dạ. Không trang trải được những chi phí nó lớn quá. Dạ. Mới còn có ví dụ bây giờ có người nghĩ là bây giờ công bộ ở Việt Nam cần 400-500 ngàn thôi. Dạ. Thì đấy là nếu mà những nhà đấy mới đi kêu thờ Việt Nam qua làm thì không đủ tiền để chủ thầu họ nạp. Dạ. Nên họ về là đúng. Dạ. Tại vì mà. Cái việc mà đi sang nhà thì phải kiếm cái thu nhập nó phải cao hơn ở Việt Nam thì người ta mới đi. À, không nhiều nhưng mà cũng phải là hơn 1.5 hoặc là gần gấp đôi người ta mới đi. Dạ. Cái là vì có cái nói thật sự mới nói chứ có đây được cái phát triển mà. Dạ. Vì những cái mới ngoài chúng ngoài xã hội không có cái gì hết. Dạ. Mục đích làm, ngủ, nghỉ ngơi rồi. Chú qua đây thì cũng hơn 10 năm rồi. Và hiện nay thì về cái mức độ mà về nhiên liệu, tiền nhiên liệu thì nó cũng tương đương với ở Việt Nam. Không, nếu mà tiền về xăng dầu thì chúng mình đắt hơn Việt Nam luôn. Đắt hơn Việt Nam. Dạ. Trong phần nó rẻ này tỉnh đấy bây giờ chủ đi đổ là 21 ngàn là xăng, thì 21 ngàn thì mình tỉnh bây giờ tiền bây giờ là cũng gần 27-28 ngàn tiền Việt rồi. Trong khi mà 92 bên mình mới 23.700 thôi. Còn mà 95 thì 24 ngàn. Dạ. Thì sau đó thì bây giờ nếu tính thì vẫn còn là mình còn còn rẻ hơn. Dạ. Cái điều mà cho chú ở đây hơn 10 năm và bây giờ chú vẫn chưa về chắc có lẽ là cái đất nước Lào rất hiền hòa đúng không chú? Chính xác. Họ rất là dù sao nó thật sự mà nói như họ rất là hiền. Dạ. Yeah. Họ cũng mến khách. Nên có cái mình mới sống tồn tại đấy được chứ con nếu mà họ mà cùng những người Việt Nam thì làm sao mình có mình sống được. Và đặc biệt là con có cảm nhận con đi giữa Lào với lại Campuchia thì con thấy Lào rất là hòa bình. Trên lệch nhiều lắm. Vì sao? Không em cô ấy là hồi xưa nó làm bên hội phi chính phủ nó cũng đi ở nhiều nước. Nhưng mà nó nói là khi sang làm việc Lào đấy thì nó vẫn khẳng định là người Lào vẫn rất là thật thà và hiền. Còn Campuchia thì nói chung là mình biết rồi chứ nữa. Mình không nói đến cam đến họ nhưng mình biết là cuộc sống của Campuchia nó phức tạp hơn. Dân số nó cũng cao hơn. Yeah. Dân số nó nhiều hơn. Dạ. 17 triệu lắm á. Hôm nay thì tụi con anh em của tụi con có dịp về đây để mà quay một cái thước phim kỷ niệm của mấy anh em. Rồi. À, cũng được gặp chú, được ăn một cái món bún bò Huế của chính người Huế ngay tại đất nước Lào. Rồi. Và cái món mà tụi con cũng thích nhất.
vào mỗi buổi sáng và ở Việt Nam. Tại vì cái văn hóa của Lào thì sáng thường ăn xôi thôi. Thì con cũng xin chúc cô chú trên đất nước bạn Lào, là một đất nước anh em với Việt Nam, cô chú là ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào. Và đặc biệt là càng ngày cô chú sẽ càng phát triển. Thôi bây giờ là đầu tiên là chú cũng cảm ơn các con. Dạ. Và chúc các con một hành trình vui vẻ. Dạ. Còn bây giờ nếu mà con muốn đi chơi nữa thì bây giờ ở đây có những cái chùa Lào mới. Con qua thì sống mới không nên nhìn lên là những cái chùa nó cũng rất là đẹp. Dạ. Còn phía bên này là người ta mới khánh thành cái chùa của Việt Nam cũng đẹp nhất là. Nếu mà nói đẹp và lớn thì nó trong tâm cờ của người Việt Nam thì nó là đẹp nhất ở là đất nước Lào này. Dạ, dạ. Đó là những cái hành trình nếu mà con đi tới đó con thăm chơi cho được. Dạ, rồi. Thôi, cơ đã con vô con dùng tô bún bò nóng rồi được. Dạ, dạ con vô ăn cho nóng. Và cái hành trình mà sẽ rất khó khăn. Nếu như mà ngày hôm qua không có anh Hòa anh hỗ trợ để mà nói chuyện với tại tiếng Lào với là một cô chủ người Lào đó, sáng nay thì lại được anh hẹn anh em rất là sớm, đó là 6 giờ sáng được đi ăn bún bò của Huế. Dạ, anh Hòa là người mà ở clip những cái clip trước mà Bùi Hồ có quay về anh chia sẻ về cái cuộc sống của Lào. Anh là một thương gia nhỏ buôn bán ở đây. Thôi thì làm một cái tô bún bò Huế chút xíu nữa mấy anh em uống cà phê tâm sự sau nha anh Hòa. Một cái tô bún. Dạ, anh Hòa này dễ thương lắm. Dạ. Mời mấy anh em. Dạ. Quán bây giờ thì hiện tại thì cũng khá là đông nè mọi người. Và con cảm ơn cô đã cho con thưởng thức một cái tô bún bò Huế ngay tại đất nước Lào. Và phải nói là cực kỳ ngon nên thành nữ cạn nước và cấy luôn. Dạ. Rồi. Con chúc cô chú sức khỏe, làm ăn càng ngày càng phát tài và đặc biệt là dồi dào sức khỏe trên đất nước bạn. Con chào cô chú ha. Và bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục hành trình để chia sẻ thêm về cuộc sống của người Việt hiện tại ngay tại Lào đó. Thì anh em mình cùng vô đây ha. Hai thì là lần thứ hai nhưng mà lần thứ nhất mới được uống cà phê với anh Hòa. Làm về cho mẹ. Dạ. Hiện nay là cũng gần 7 giờ đúng không anh Hòa? 7 giờ hơn rồi. 7 giờ hơn rồi. Cả 8 giờ rồi họ mới... Các cái bạn này là người Lào hay là người Việt? Người Lào. Người Lào đó. Uống cà phê, ngồi trong hay ngoài? Ngoài đi cho thoát anh ha. Ngoài thì cho nó. Dạ, dạ đây. Tam Hào. Mình gọi nước ở đây hay sao? Cà phê, thì uống cà phê, anh uống dạ, cà phê gì? Cà phê đá luôn hả? Cà phê... Để anh hỏi đi anh kia uống. Nhân sữa đá hết hay sao? Cà phê đá, cà phê đen đá. Menu hả? Bây giờ để uống menu em lựa coi uống gì đó. Ở đây có đồ ăn sáng cũng có. Cà phê uống cà phê gì? Cái gì nóng? Cà phê nóng hả? Cà phê sữa nóng được không? Trà nóng hay là... Đó, này cà phê nóng. Trà nè, trà nè, trà đá nè. Trà không có. Không có nè. Trà thái, trà đá. Sữa nè. Có hết nè. Đúng rồi, tùy. Thì nó cũng có hết rồi, uống hết. Uống hot hay là uống gì á? Yên là có. Hòn này, hòn này, yên nè. Trên này. Yên. Hai cái đó luôn. Coco son. Đây, cà phê... đầm anh đang Coco Yin ta cấp cà phê đào ao chọn này đào Yin. Hôm nay thì được ngồi mấy anh em là người Việt thì lại được ngồi uống cà phê của một cái cô người Việt luôn. Thì em không biết là cái cà phê của cô Hương á là được trồng ở Lào hay là trồng ở Việt Nam anh? Trồng ở Lào hết. Cà phê này là xuất xứ trồng là ở Bắc Sòn. Khu Bạc Sòn là khu giống như khu về khí hậu lạnh, là cô là công nghiệp, cô là sản xuất là chế biến là tại ngay cây số 19, ngay đường mình đi về Bạc Sòn ấy. Cách đây 19 cây số. Đúng rồi, 19 cây là cô sản xuất về chỗ đó, là vừa nước cà phê chế biến xuất khẩu đó, là vừa chỗ trên cây số 19, còn về nơi trồng cô là ở Bạc Sòn, khu Bạc Sòn. Ngay khu Bạc Sòn mà anh đi qua hay đi xe qua là cái khu trong khu vực lạnh á,
Dạ. Đó là trên chỗ đó là cô trồng đủ á, nó có nhiều loại. Cô vừa làm về mít sấy, có khoai sấy cũng đầy đủ hết. Cô làm nói chung là đủ hết. Rang, nước, nước ba ngành nghề luôn. Nước uống cũng đủ hết. Dạ. Đây là cacao. Em nhân uống gì? Cacao luôn á. Cacao. Một ly cà phê Lào. Đây cà phê Lào này. Ly cà phê Lào của đây cao cao nè. Đây của cô Đào. Đây cacao. Cacao. Rồi em là nước gì nữa? Em là cà phê. Cà phê đen. Cà phê đen. Đen nãy quên nó kêu nó đen nóng rồi chẳng quên. Không đen đá được anh, em muốn đá. Thưởng thức vị được như luôn. Cái hôm qua cái chú mà chạy xe túc túc mà nói cảm ơn là gì của anh này. Khọp chay, khọp chay. Khọp chay. Khọp chay. Chứ khọp, khọp, khọp chay. Khọp chay. Dạ. Ôi sao ngoài nói chứ không gì nhiều quá rồi. Ba bốn cái. Sáng nay anh Hòa dạy cho mấy anh em một vài câu. Khọp chay, khọp chay. Khọp chay á. Cảm ơn. Khọp chay hả? Khọp chay. Cảm ơn là khọp chay. Còn bây giờ mình muốn mua một món hàng mình hỏi bao nhiêu thì mình hỏi như thế nào anh? Thầu đây. Thầu đây. Chữ thầu đây. Khầu đây. Thầu chữ thầu. Khầu. Thầu, thầu. Thầu đây. Thầu đây. Thầu hay là thầu? Thầu. Thầu. Thầu đây. Nhà thầu á hả? Thầu đây, thầu đây. Nhưng mà Lào họ phát âm nhẹ, mình phát âm mình nói ra tiếng nó to giống như tiếng mà nó chữ thầu mà nó nặng đó. Ờ cái thầu đây, nghĩ là cái nhẹ cái giọng. Mọi người còn mình nói mà nặng quá thì họ vẫn hiểu, nhưng mà hiểu. Mình cái tiếng mình nó cứng quá, mình nói nó không có ra. Là thầu đây là bao nhiêu đúng không? Bao nhiêu? Bán là bao nhiêu? Em có cảm nhận cái ly cà phê này nè anh Hòa, là một cái ly cà phê nó vị ngọt nhiều. Kiểu giống như ở miền Tây của tụi em á, thích đường nhiều đúng không? Đúng rồi, ở Lào đây là vị ngọt là họ dùng nhiều. Chưa bạn ha. Và mình ở trên mình đi ăn quán phở này, anh thấy vô là họ cứ đường sáng nói chung là trên đây có cái gì là họ bỏ vô hết. Nghĩa là chủ yếu là phần nhiều là họ bỏ đường nhiều. Ví dụ ở Lào đây họ nấu nước súp ra nha, là họ chỉ nấu theo cái khẩu vị lạc lạc đó thôi. Còn muốn ăn nêm nếm là ăn lên nêm ở trên cái bàn giống như có những cái gia vị gì đó thì anh nêm. Lần trước thì cũng chia sẻ về cái về cô Hương, cũng đôi nét về cô Hương thì sẵn với em Nhân ở đây thì anh Hoàng có thể chia sẻ đôi nét về cuộc đời sự nghiệp cô Hương ở ngay tại Lào này được không anh? Thì nói chung là cuộc sống cô thì nói chung là bươn chải thì từ xưa tới giờ thì cô làm lập nghiệp lên thì cũng là nhờ cô có cái nước đường của cô đi là tốt giải, giống như là được họ công nhận, nghĩa là người giỏi, người giỏi. Cô nghĩa là sinh sống từ người là người gốc Việt Quảng Bình đó, là cô cũng phát triển giống như là nhờ về kinh doanh, nói chung là các thương lái hay là cô kinh doanh các loại mặt hàng, nói chung là từ cái vực nhỏ đi ra tới bây giờ cô cũng thành lập nữa, tới giờ hay là cũng là nhờ của cô nên có cái tiếng là chợ Đào Hương. Nó cũng nhờ, nói chung ai cũng biết ơn nhà cô. Cũng ở Lào đây họ cũng có cái sự nghiệp, nhưng mà nói chung là về từ Lào họ cũng kính nể về cô, nghĩa là người Việt mình giỏi. Và chính phủ Lào họ công nhận cô là công dân Lào luôn đúng không? Đúng rồi. Cô tên thật là Lê Thị Lượng đúng không? Đúng rồi, Lê Thị tên Lượng. Tiếng Việt. Tiếng Việt mà. Còn ở đây họ đặt là Đào. Yeah. Đào nó cũng mình gọi là tượng trưng cho một cái bông hoa là ngôi sao á. Rồi Lào nó dịch ra nôm na vậy. Còn mà mình nói thì mình đây là do mình nhấn mạnh là chữ Đào, chứ còn ở Lào nó kêu là Đào. Đào. Yeah. Đào là những vì sao á. Còn mình đây mình nói chữ Đào, ý là mình cái người mình nói ra nó nặng hơn. Là mình nói là Đào, chứ còn Lào nó nói là Đào, Đào. Yeah. Nó khác nhau mà. Nó nhẹ. Nó nhẹ cái tiếng đó. Đối với người Lào gọi chợ Đào Hương là kia gọi như thế nào anh? Họ cũng gọi là Đào Hương. Dạ. Yeah. Họ nói chữ Đào chứ không phải là Đào. Mình là có dấu huyền. Yeah. Là chữ Đào. Yeah. Nó gọi là Đào. Yeah. Mình gọi đây chữ mình đọc ra, nếu không có dấu mình gọi là Đào chứ đâu có phải Đào đâu. Người ta thường gọi là chợ Đào Hương. Là một cái khu chợ người Việt lớn nhất tại Lào. Đúng rồi. Vậy thì trong cái khu chợ đó là những người buôn bán á,
thì đa số là người Việt hay là có người Lào trong đó nữa? Có nói chung là người Việt mình có, dùng như cũng là Việt cũng có 50% rồi, Lào, Việt. Nói chung đa số là người miền Trung mình quá nhiều, tại vì nó giáp ranh với là từ miền Trung đây, ở bên phía miền Trung mình là nhiều. Còn mà về đi về Viên á, là ở ngoài đó mà về Bắc Lào, nghĩa là bên phía miền Bắc, nghĩa là đổ từ người ở Viên với là người ở ngoài mình, nói chung Hà Nội vẫn có, ở miền phía Bắc Lào là đa số. Còn đây là đa số khu này là miền Trung mà nhiều nhất. Người Huế anh? Người Huế có, Quảng Bình vẫn có, nhưng mà Quảng Bình chỉ có một thời xưa là chỉ có ông bà. Ông bà thì đã làm nghiệp, khi mà sinh con cái ra là nó cũng thành ở gốc đây rồi, nên họ vẫn nói được, nhưng mà nói ít hơn, ý là họ ít cái tiếp xúc nhiều á, nên là cái ngôn ngữ họ nhiều lúc nó cũng đi mất gốc. Ở chợ Đạo Hương á anh, thì những cái mặt hàng ở đó đó là mang sản xuất ngay tại Lào luôn hay là từ Việt Nam mang qua? Nói chung là các mặt hàng tại Lào đây á, là mình nó chưa có dụ như là sản xuất này được, nó chỉ có nhờ và thuộc về từ Thái Lan xuất khẩu, dụ như là Thái Lan, những các mặt hàng gì đó về từ các mặt hàng nhỏ từ Thái Lan có, Trung Quốc có, Việt Nam mình có, nghĩa là nó các mặt hàng đó, tại vì Lào mình nó chưa có một cái nhà máy nào mà để sản xuất các cái gì đó, nó chỉ có lệ thuộc vào về Thái Lan nhiều hơn. Về Việt Nam mình cũng có. Mà nhắc đến chợ Đào Hương thì gần như là nghe nhiều nhất đó là một cái vụ cháy rất là lớn. Vụ cháy đó là lâu rồi. 2013, đúng không anh? Đúng rồi. Thời đó là... thì đã gây thiệt hại như thế nào ở đó anh? Cái đó thì anh cũng nắm bắt được, tại vì đó thiệt hại đó là do bên họ thôi, chứ còn mình không có thông tin rõ đó được. Nhưng mà lúc đó là anh cũng đã ở bên Lào rồi đúng không? Có, ở đây mà. Đó là nó bở ở đây lúc cũng buổi tối đó, cũng ở 10-12 giờ là nó bị ra sự cố đó, cũng khó mà. Nhưng có thiệt hại về người không anh? Không, ban đêm đó, buổi tối đó đâu có ai đâu thiệt hại người. Chỉ có về, nói chung là vật chất với lại tài sản của giống như người Việt mình, Lào cũng có, nói chung là bị chung hết. Nó cháy, đó là cái sự cố là họ nói về điện như thế nào mình không rõ. Em có nghe mọi người thường nói là đôi dép Lào. Vậy thì đôi dép Lào được sản xuất tại Lào hay là ở đâu anh? Thái Lan hả? Thái Lan đúng không? Tại vì nó có... danh nghĩa là mình mang tiếng là Lào, họ đặt tên Lào thôi, chứ còn thật ra mà nó gốc của Thái Lan hết. Tại vì đất nước Lào là một cái đất nước nhập siêu mà. Những cái mặt hàng mà họ sản xuất ra chủ yếu là những mặt hàng thủ công mỹ nghệ thôi, làm tay chân thôi. Chứ nhà máy thì cũng rất là ít, đúng không? Nói gì về những cái vật chất mà dùng thì ít lắm, nó chỉ có lệ thuộc về Thái Lan hết, xuất nhập hay là Thái Lan hết. Nên chỉ giống như Việt Nam mình, ví dụ như hàng hóa gì đó cũng tới từ bột ngọt mắm muối, ví dụ như là ở Lào mình cũng có bột ngọt mắm muối có, nhưng mà sản xuất chỉ một phần nào thôi, chứ còn phần nhiều là họ xuất nhập hết. Như bên Việt mình hàng hóa về đồ dùng thì cũng xuất ở Việt quá, Thái Lan có, Trung Quốc có, đủ hết. Nói chung là Lào mình là nó chỉ là đón nhận thôi. Bên đây là nó dễ rồi đó, tại nó không có biển. Ví dụ như đường mình chỉ có đường không, nhưng mà đường biển mình cũng có, là cái xuất nhập của mình nó không được thuận lợi. Ví dụ họ chỉ có đường không thôi. Đối với anh là một người Việt thì anh sinh sống tại Lào thì khó nhất của anh là gì? Đây thì nói chung cũng bình thường, chỉ có sinh sống về theo vợ buôn bán này thôi, chứ cũng là gì nhiều. Vậy cái rào cản về cái ngôn ngữ, về cái văn hóa đối với anh nó có khó lắm không? Khi lần đầu tiên anh đi qua Lào mới, nói chung là mình lần đầu tiên qua Lào thì mình cũng vấp ngã là cái ngôn ngữ thứ nhất, thứ hai mình không biết, ví dụ như cũng vấp ngã thì ai cũng vậy thôi. Họ vô sinh sống rồi họ phải thích nghi theo một cái môi trường đó, thì họ phải bắt buộc mình phải học là mình mới nắm bắt được. Chứ còn mà ai cũng qua mới thì mình cũng vậy, qua thì họ nói gì thì mình cũng đâu có biết. Đó là cũng là một cái ngôn ngữ đầu tiên, đó là ngôn ngữ đó là mình không tiếp thu được thôi. Chứ còn mà bình thường thì đã sinh sống đây rồi thì ok. Giữa lựa chọn sống ở Việt Nam và sống ở sang Lào xuất ngoại để mà buôn bán, thì đến thời điểm bây giờ thì anh thấy cái lựa chọn của mình qua đây Lào là có đúng không?
Hợp lý không? Hợp lý. Bằng chứng là hiện nay thì anh Hòa cũng ăn nên làm ga ở đây rất là nhiều. Và đặc biệt là có vợ đẹp, con sinh ngay tại đất nước Lào luôn. Em không hiểu là khi mà anh sinh sống tại Lào á, thì cái việc mà học của con cái thì như thế nào hả anh Hòa? Con cái giờ cũng học theo Lào. Nói chứ từ những con nhỏ thì theo của quan niệm người Việt mình á, ở đây á, là nó vẫn có trường học của Việt. Nhưng mà học từ lớp 1 tới lớp 5 là hết. Sau rồi họ mới học tiếp tiếng Lào. Chỉ có tới lớp 5 thôi. Ý là họ dạy để giữ lại cái ngôn ngữ để cho họ nắm bắt thôi. Chứ còn mà nói về học vấn và học giỏi về tiếng Việt hết thì không có. Chỉ có ví dụ như họ thi mà ra tới đại học và họ muốn về Việt học thêm để trình độ họ phát triển thêm là chỉ có tới đến lớp 5 của Việt mình hết. Xong rồi đi tiếp học về theo của Lào. Có nghĩa là học tiếng Việt đến lớp 5 thôi. Đúng rồi. Rồi từ lớp 6 cho đến lớp 12 là học tiếng Lào hết. Còn những sinh hoạt ở trong gia đình mình thì mình nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Để mình giữ cái ngôn ngữ của mình. Nó bây giờ ở Lào đây là nó cũng có trường là vừa dạy 3 tiếng. Ví dụ như là tiếng Trung, rồi tiếng Việt, tiếng Lào. Nó dặn dòng mình gửi vô chúng trường. Ví dụ như trường nào nó có trong nó có mấy cái tiếng họ dạy, nhưng mà cái mình cũng cho con cái mình học cũng vừa theo cái tiếng để giữ lại cái ngôn ngữ của người Việt mình thôi. Rồi sau này lớn thì con nó sẽ theo cái người Lào rồi mình đó đa số cũng phải giữ lại ngôn ngữ để cho con cái nó nói chuyện nó biết được, nó giữ lại cái ngôn ngữ mình chứ. Và hiện nay thì các anh em đang uống cà phê cũng gần 8 giờ mà vẫn chưa có một người nào Lào ở trong quán. Thì lần đầu tiên mà anh qua Lào anh sinh sống á, thì cái nhịp sống nó chậm như vậy á, đối với anh thì nó có bỡ ngỡ đúng không? Không, cũng thấy bình thường, tại vì mình qua đây sống thì nói chung mình cũng xuất xứ là người con người nông, nên là mình cũng chịu khổ bình thường, mình cũng biết được, nên là mình cũng thoải mái, không có gì hết. Ví dụ những người mà họ có khá giả họ sinh sống á, thì nó lại khác, họ đi qua họ còn bỡ ngỡ này, chứ còn mình giống như xuất xứ cũng là con người nông hết. Mình làm ăn nên ra thì cũng là do mình thôi, bằng tay mình làm thôi chứ đâu có. Những cái người mà buôn bán á, thì ở một số nơi á, người ta gọi là có những cái bảo kê, những cái quỷ đen á, thì những cái đối ở Việt Nam á, có những cái gọi là quỷ đen, thì những cái người mà lo cái việc buôn bán nó thuận lợi á, gọi là cho những cái người tiền gốc tay cho những người mà bảo vệ cho cái quán mình á, thì ở đây có không ạ? Không, hôm nay không có. Không có. Không có. Okay. Dạng cái tiền bảo kê đó không có, Lào đây không có đâu. Nó không phải là như các nước này nọ họ làm mà có người bảo kê không có. Ở đây là mạnh ai đó sống làm ăn đó thôi chứ cũng hòa bình. Họ không phải như là cạnh tranh hay gì đó. Yeah. Như các nước ví dụ như là châu Âu hay các nước gì đó mình không biết, nhưng mà thực ra họ cũng phải làm, họ có cạnh tranh bảo kê. Họ sợ này nọ. Đúng. Còn ở đây mình Lào đây họ sinh sống bình thường, dân dã, nó không có gì hết. Đâu phải mà đáp ứng theo nhu cầu của họ. Ví dụ tôi có này tôi bán cái đó, tôi ăn cái gì thôi xong, chứ cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Cái việc mà giữa người Việt với lại người Việt của mình bán chung một mặt hàng thì có thương lượng giá cả trước để bán hay không, hay là cạnh tranh buôn bán như thế nào bạn ngay tại Lào này nè? Nói chung họ buôn bán thì cũng bình thường, không có gì hết, cũng cạnh tranh gì. Nói chung là mạnh ai bán chứ cũng không phải là mình so đo về giá cả gì hết. Ví dụ như anh lấy vô nhiêu rồi anh bán nhiêu đó tôi không có quan trọng. Cái đó là quyền của bên anh. Có lẽ là anh em mình sẽ tiếp thôi cái đoạn clip về cái cuộc sống người Lào. Em sẽ hỏi anh Hòa thêm về một cái số nét văn hóa gì đó của Lào ha. Tại vì anh thì lần thứ hai qua đây cũng anh Lào anh Hòa cũng đã chia sẻ cũng khá là nhiều. Rồi mời em ha.